Xin chào tất cả anh em, tôi là Toàn, Toàn 360. Hôm nay Toàn xin giới thiệu tới anh em mẫu dây chuyền đầu rồng, ống rồng cuộn kết hợp với cả đốt trơn. Dây dài khoảng 55 cm. Chắc là bản ngang ống này chắc là tầm khoảng 1 cm. Dây đầu dòng thì kết hợp với móc chữ M thì rất là ok. Chúng ta sẽ đeo mặt dây chuyền vào vị trí móc chữ M này. Dây được làm từ bạc đẹp luôn. Đó. Mẫu dây này thì nặng khoảng 23 chỉ. Và nếu anh em nào quan tâm tới mẫu dây chuyền này thì inbox cho Toàn qua số Zalo 0962 884 336. Và thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh để Toàn có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.